Tạng Bồ Tát bổn nguyện xưng danh hiệu chư Phật phẩm thực chính. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sinh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sinh tử đằng nhiều sự lợi ích lớn quý, xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đọc. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sinh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diện nói chủ chẳng thể nghĩ bàn, bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sự làm xong nguyện đó, ta giàu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuộc quá khứ có Đức Phật ra đời hiểu là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sinh lòng cung kính liền đằng siêu việt tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, hoặc là vẽ đắp hình tượng cùng dường tán thán, người này được vô lượng vô biên phước lợi, lại hằng hà sát kiếp về thuộc quả cứ có Đức Phật ra đời hiểu là bồ thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đằng danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khẽ móng tay, người này trọn hẳn không còn thuộc chuyện nơi đạo vô thường chánh giác, lại về thuộc quả cứ có Đức Phật ra đời hiểu là ba đầu mát thẳng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây toàn qua lỗ tai, người này sẽ được 1000 lần sinh lên sáu tầng trời cõi dục, hộ nữa là chỉ tâm xưng niệm, lại bất khả thuyết vô lượng vô số kiếp về thuộc quả cứ có Đức Phật ra đời hiểu là sư tử học Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y trong một niệm, người này sẽ đằng gặp vô lượng các Đức Phật xóa đại thọ ký cho, lại về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ tâm chiêm ngưỡng lễ bại hoặc lại tán thán, người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiệm làm vị đại phạm vương, đằng Phật thọ kỵ đạo vô thường cho, lại về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Tỳ Bà Thí Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường được sinh vào chỗ trời người hưởng lợi sự vui thú thẳng vi diệu, lại vô lượng vô số hằng hà xa kiệt về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Đá Bụng Như Lai. Như có người nam người được đạo nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy, liền khỏi xa liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời đó lời hưởng sự vui thú thẳng vi diệu, lại về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Bụ Tượng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy sinh lòng cung kính, không bao lâu người ấy sẽ đẳng quả A La Hán, lại vô lượng vô số kiếp về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy, thời người này sẽ siêu thoát tội sinh tử trong 100 đại kiếp, lại về thuộc quả khứ có Đức Phật ra đời hiểu là Đại Thông Trôn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đấy, thời người này đang gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đang thành đạo Bồ Đề, lại về thuộc quả khứ có Đức Tình Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Tịnh Thẳng Phật, Đức Tình Danh Vương Phật, Đức Tịnh Thành Tử Phật, Đức Vô Thường Phật, Đức Diệu Tinh Phật, Đức Mạn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diền Phật, có bất khả thuyết Đức Phật Thế Tôn như thế, tất cả chúng sinh trong đời hiện tại cùng thuộc vị lai, hoặc là trời, hoặc là người nam, hoặc là người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi, sẽ được vô lượng công đức, hộ ngựa là nhìn niệm được nhiều danh hiệu, nhưng chúng sinh đó lúc sinh lúc tử đằng nhiều phước lợi, không còn phải đọa vào ác đạo nữa. Như có người nào sắp mang chúng hàng thân quyện trong nhà, nhận định một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm được danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tuổi lượng vô sản, các nghiệp bạo khắc đều tiêu sạch. Năm tuổi lượng vô sản kia giàu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đàng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác vì đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch, hoặc là những chúng sinh tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đàng vô lượng phước lành trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện quyển tu nghiệp bổn hành Địa Tạng thề nguyện rộng sâu gầy vàng chống sẵn đồ chúng sinh địa ngục khổ không ngàn tính tận kiền thành khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập phương pháp. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con tên là Nguyễn Thị Thương, phạm danh là Diều Thiền. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết giảng nói trong kinh Địa Tạng về những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con trinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trượng Bồ Tát cho con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp định tận cùng đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được sử dụng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyền chủ, khiến cho tất thảy chúng sinh đồng biệt đến Ngài, quy y Ngài, hầu làm cho chúng sinh đều được lợi ích lớn. Bồ Tát Địa Tạng, con ngược mong Ngài chủ lòng thương xót từ bi mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con không bao giờ quên mất lời nguyện này. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trị, nghiệp chướng sâu nặng. Con ngược mong Bồ Tát chủ lòng thương xót từ bi mà gia hộ cho con cùng toàn thể muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trị huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo về điều mau chóng trong thoát ly sinh tử, thành đạo bồ đề, quảng độ chúng sinh. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Con tên là Nguyễn Thị Thương, phạm danh là Diệu Thiệt. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết giảng nói trong kinh Địa Tạng về những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con sinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đội trực Bồ Tát cho con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp định tận cùng đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được sử dụng trăm ngàn phương tiện dẫn tất quyền chủ, khiến cho tất thảy chúng sinh đồng biệt đến Ngài, quy y Ngài, hồ làm cho chúng sinh đều được lợi ích lớn. Bồ Tát Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài đại từ đại bi thương xót và chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con không bao giờ quên mất lời nguyện này. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trị, nghiệp chướng sâu nặng. Con ngưỡng mong Bồ Tát chủ lòng thương xót từ bi mà gia hộ cho con cùng toàn thể muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trị huệ mượn mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo về điều mau chóng thoát ly sinh tử, thành đạo bồ đề, quảng độ chúng sinh. Con tên là Nguyễn Thị Thương, phạm danh là Diệu Thiền. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết giảng nói trong kinh Địa Tạng về những sự lợi ích không thể nghĩ bàn của Ngài, khiến con trinh tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đội trực Bồ Tát cho con xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay trở đi trọn đời trọn kiếp định tận cùng đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện từ nay cho đến trọn đời vì lai nhận cho đến ngày con thành Phật. Con xin được sử dụng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt quyền chủ, khiến cho tất thảy chúng sinh đồng biệt đến Ngài, quy y Ngài, hầu làm cho chúng sinh đều được lợi ích lớn. Bồ Tát Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài đại từ đại bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con không bao giờ quên mất lời nguyện này. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trị, nghiệp chướng sâu nặng. Con ngưỡng mong Bồ Tát trụ lòng thương xót từ bi mà gia hộ cho con cùng toàn thể muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý trị huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo về điều mau chóng thoát ly sinh tử, thành đạo bồ đề, quảng độ chúng sinh. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bổn Sam Mô Ni So ha ha.